Nếu từ cực vi tụ tập ý ông thế nào và thô kia, khi từ cực vi xanh là chẳng vượt quá kích thước của hình chất kia hay là vượt quá kích thước của hình chất kia? Nếu nói như chẳng vượt quá kích thước của hình chất kia, vậy thì vật từ hình chất phân chia ra lại sanh ra hình chất có thể phân chia vật. Đây không đúng đạo lý. Nếu nói quá kích thước của hình chất kia, tức các thể cực vi không thể phân chia nhỏ nữa, chẳng thể phân tách mà sanh ra vật thô cũng là lẽ thường, cũng không đúng đạo lý. Nếu lại nói rằng có các cực vi xưa không có mà nay khởi, vậy thì cái chất cực vi là thường cũng không đúng đạo lý. Lại ông muốn thế nào, các cực vi kia khởi tạo vật thô là giống như chủng tử hay là giống như thợ làm đồ gốm? Nếu nói như chủng tử thì lẽ như thể chủng tử là vô thường, nếu nói như thợ làm gốm thì các cực vi kia lẽ có khả năng suy nghĩ như thợ đồ gốm thì không đúng đạo lý. Nếu không giống như chủng tử và thợ đồ gốm, vậy thì lấy thí dụ chẳng thể được vậy, cho nên đây không đúng đạo lý. Lại ý ông thế nào, các vật bên ngoài sanh khởi là do hữu tình hay là không do hữu tình? Nếu nói là do hữu tình thì vật thô bên ngoài kia do hữu tình sanh, chỗ nương của vật tế chẳng do hữu tình sanh thì không đúng đạo lý, ai lại tạo ra công năng cho vật kia? Nếu nói không do hữu tình vậy thì không có tác dụng mà vật bên ngoài sanh thì không đúng đạo lý. Tóm lại, vì tùy niệm các uẩn hữu tình, vì do một cảnh giới tất cả thức lưu chuyển không đoạn dứt, vì do tưởng và thọ biến đổi không biến đổi, nên biết luận thường kế chấp tiền tế, kế chấp hậu tế đều không đúng đạo lý. Lại vì do quán sát không quán sát, vì do cộng tướng, vì do tự tướng, vì do khởi tạo, vì chỗ dụng căn bản, nên biết luận cực vi là thường không đúng đạo lý. Tóm lại, luận kế chấp thường không như lý, tà này sẽ thuyết tướng thường trụ, nếu ở tất cả thời tướng không biến đổi, nếu ở tất cả chủng tướng không biến đổi, nếu tự nhiên không tướng không biến đổi, nếu do cái khác tướng không biến đổi, lại tướng vô sanh, nên biết đây là tướng thường trụ vậy.